Và cũng tương tự với phép nhân các số tự nhiên thì phép nhân các số nguyên cũng có một số tính chất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các tính chất này qua bài toán như sau. Các em hãy tính và so sánh các cặp kết quả sau. Câu A, âm 4 nhân 7 và 7 nhân với âm 4. Như chúng ta vừa được học về phép nhân hai số nguyên khác dấu, ta có âm 4 nhân 7 thì bằng âm 28 và 7 nhân với âm 4 cũng bằng âm 28. Vậy ta có kết luận là âm 4 nhân 7 thì bằng 7 nhân âm 4. Quan sát vào kết quả của phép so sánh này, chúng ta nhận thấy là khi ta đổi chỗ các thừa số trong một tích thì kết quả của tích đó không thay đổi. Và đây được gọi là tính chất giao hoán của phép nhân các số nguyên. Ta có thể biểu diễn tính chất này dưới dạng biểu thức như sau. A nhân B thì bằng B nhân với A. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang tính chất tiếp theo bằng cách thực hiện câu B. Với câu này chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước. Như vậy, âm 3 nhân với 4 tất cả nhân với âm 5 thì ta có âm 3 nhân 4 bằng âm 12 nhân với âm 5, kết quả được 60. Tương tự với phép tính thứ hai, âm 3 nhân với mở ngoặc 4 nhân âm 5 đóng ngoặc thì sẽ bằng âm 3 nhân với âm 20 và kết quả cũng bằng 60. Từ đây ta nhận thấy là hai phép tính này cho kết quả bằng nhau. Và từ kết quả so sánh này thì chúng ta nhận thấy là trong một tích có nhiều thừa số thì chúng ta có thể nhóm tùy ý các thừa số với nhau mà kết quả của tích không thay đổi. Đây còn được gọi là tính chất kết hợp của phép nhân các số nguyên. Và tính chất này được biểu diễn dưới dạng biểu thức như sau. A nhân B tất cả nhân với C thì cũng bằng A nhân với một ngoặc B nhân C đóng ngoặc. Một tính chất tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu sang câu C. Phép tính âm 4 nhân 1 chúng ta thực hiện đơn giản sẽ bằng âm 4. Như vậy từ đây chúng ta nhận thấy là nếu mà chúng ta nhân một số nguyên với số 1 thì kết quả cũng bằng chính số đó. Đây được gọi là tính chất nhân với số 1, biểu diễn dưới dạng biểu thức là A nhân với 1 thì sẽ bằng A. Và tiếp theo là một tính chất cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua câu D. Với phép tính đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước, 7 cộng 3 bằng 10. Như vậy âm 4 nhân với mở ngoặc 7 cộng 3 đóng ngoặc thì sẽ bằng âm 4 nhân 10 và kết quả bằng âm 40. Với phép tính thứ hai, ta thực hiện lần lượt hai tích sau đó thì cộng chúng lại với nhau. Tích đầu tiên âm 4 nhân 7 thì sẽ bằng âm 28 và tích thứ hai âm 4 nhân 3 bằng âm 12. Và tổng của hai số này là âm 40. Như vậy chúng ta có so sánh là kết quả của hai phép tính này bằng nhau. Quan sát vào kết quả so sánh này, chúng ta nhận thấy là khi ta nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, sau đó cộng các kết quả lại với nhau. Tính chất này chúng ta gọi là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, và tính chất này cũng đúng với cả phép trừ. Ta có biểu diễn dưới dạng biểu thức của tính chất này như sau. A nhân với mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc thì sẽ bằng A nhân với B cộng A nhân C. Tương tự thì A nhân với mở ngoặc B trừ C đóng ngoặc bằng A nhân B trừ đi A nhân C. Vậy tổng kết lại nội dung của tính chất của phép nhân các số nguyên, chúng ta có bốn tính chất tiêu biểu như ở trên màn hình. Các em chú ý khi chúng ta thực hiện tính toán các biểu thức mà có phép nhân các số nguyên thì chúng ta có thể kết hợp sử dụng các tính chất này để thực hiện bài toán một cách đơn giản và nhanh gọn hơn. Và sau đây là một số bài toán để các em thực hành ứng dụng các tính chất của phép nhân các số nguyên vào tính toán các biểu thức. Bài toán như sau, tính một cách hợp lý, câu A âm 6 nhân với âm 3 nhân với âm 5. Với câu A thì chúng ta sẽ sử dụng cả tính chất giao hoán và tính chất kết hợp. Đầu tiên, với tính chất giao hoán, ta đổi chỗ số âm 3 và âm 5 cho nhau. Vậy ta được biểu thức ban đầu sẽ bằng âm 6 nhân âm 5 nhân với âm 3. Tiếp theo, sử dụng tính chất kết hợp, nhóm âm 6 và âm 5. Ta có âm 6 nhân âm 5 bằng 30 và nhân với âm 3. Như vậy kết quả sẽ bằng âm 90. Câu B 41 nhân với 81 trừ đi 41 nhân với âm 19. Với biểu thức này thì chúng ta sẽ sử dụng chiều ngược của tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ. Ta biểu diễn tính chất đó như sau. A nhân với B trừ C thì bằng A nhân B trừ A nhân C. Ở đây chúng ta xem 41 là thừa số A. Như vậy 41 nhân với 81 trừ đi 41 nhân với âm 19 thì sẽ bằng A nhân với B trừ C.
là bằng 41 nhân với 81 trừ đi mở ngoặc âm 19 đóng ngoặc. Đến đây chúng ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước. 81 trừ đi âm 19 thì sẽ bằng 81 cộng với 19 và bằng 100. Và kết quả cuối cùng ta được 4.100.